tô thịt 7 phút bắn thông điệp đe dọa bà Dũng và cảnh cáo từ sàng. Những ngày qua, nhiều tin đồn cho biết sẽ có một chiến dịch long trời lở đất. Lần này, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước sẽ là người bị cho lên thớt. Nguồn tin nội bộ xác nhận với Thời báo chấm D tin đồn này. Nếu đây là sự thật, thì có thể nói đây là vụ án lớn chưa từng có từ trước đến nay. Cho tới nay, chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị phải bị bắt. Đó là ông Đinh La Thăng. Ngoài ông Thăng, chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào phải ngồi tù. Nếu Tô Lâm làm được điều này thì cho thấy quyền lực của Tô Lâm đã vượt qua Nguyễn Phú Trọng, đồng thời vượt ông Trọng về mức độ tàn bạo. Có thông tin cho biết ông Trọng trước khi nhắm mắt đã nhắn nhủ Tô Lâm phải bắt Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, trước khi mất, ông Trọng rất yếu, liệu ông có đủ minh mẫn để nhắn gửi việc này hay không? Hơn nữa, lại gửi gắm tâm tư với một người phản chắc như Tô Lâm. Nếu ông Trọng có ý đồ thịt Nguyễn Xuân Phúc thì ông thừa sức làm khi ông còn sức khỏe mạnh. Bởi tại thời điểm hạ bệ ông Phúc, quyền lực của ông Trọng rất lớn, đủ để cho ông Phúc bị bắt. Tuy nhiên, rất có khả năng ông Tô Lâm chỉ mượn danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để danh chính ngôn thuận hốt 7 phút và đẩy mũi thù sang cho người đã khuất. Từ khi Tô Lâm tạo phản, ông không hành động bất kỳ vấn đề kỳ ai, kể cả Tổng Trọng. Ông chỉ hành động vì lợi ích của bản thân ông và lợi ích của nhóm Hưng Yên, Đông Hương của ông mà thôi. Cho nên nếu cho bắt Nguyễn Xuân Phúc thì Tô Lâm cũng chỉ vì tư thủ và vì lợi ích của bản thân ông ta. Hiện nay có một số nhân vật tứ trụ đã về hưu đang dục dịch nổi lên, có ý đồ muốn giật dây các thế lực khác. Họ không có thực lực để đối đầu với Tô Lâm, nhưng với kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm trên chính trường, với sự hiểu biết về từng đối thủ, họ sẽ bày mưu tính kế cho những thế lực đương chức để đối bầu với Tô Lâm. Nếu Tô Lâm không ra tay triệt hạ những quan chức về hưu này thì ông cũng khó có thể yên ổn cho được. Sau khi ông Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra mặt đi kết nối nhiều nơi. Ông Dũng vốn là quân sư của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giờ dùng uy tín để kết nối nhiều thế lực khác nhau cũng là gây ra một bất lợi không nhỏ với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm. Ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Tư Sàng, tức ông Trương Tấn Sàng, cũng rất năng nổ giúp nhóm Hà Tĩnh chiến đấu với các nhóm khác trên chính trường tại Việt Nam. Nếu có để Tư Sang dùng trò giật dây này mãi, thì nhóm Hưng Yên của Tô Lâm cũng phải vất vả để mà đối phó. Ngoài hai nhân vật miền Nam kể trên, còn có ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng. Những người này từng lăn lộn ở thượng tầng chính trị, nên rất am hiểu những ngón đòn của các phe phái. Nếu không có cách dàn mặt những người này để buộc họ phải co vòi, thì Tô Lâm sẽ rất vất vả trong thời gian tới. Các nhân vật về hưu cũng đều dính chàm, chắc chắn trong thời Tô Lâm cũng có hồ sơ đen của họ. Tuy nhiên, cần phải đánh vào mắt xích yếu nhất thì mới đem lại kết quả. Từ khi về vườn là người tử tế, Nguyễn Xuân Phúc không ồn ào, không kết nối với các thế lực đương thời như Tư Sang và Ba Dũng. Ấy vậy mà, ông Phúc mới là người bị Tô Lâm đưa vào tầm ngắm, chứ không phải là hai vị kia. Nếu Nguyễn Xuân Phúc sổ khám thì rõ ràng ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Trương Tấn Sang sẽ nhận ra rằng vị trí của ông không còn là bất khả xâm phạm nữa. Cho nên bắt Nguyễn Xuân Phúc sẽ có sức răn đe rất lớn, nhất là đối với hai nhân vật đình đám một thời ở miền Nam. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Tô Lâm thịt 7 phút bắn thông điệp đe dọa bà Dũng và cảnh cáo từ sàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D. Vừa bước lên ngai, tổng tô cho chạm ngay 4 thanh củi, dàn mặt đối thủ. Chiều ngày 3 tháng 8, Tô Lâm điều hành cuộc họp bất thường lần thứ 8 của Trung ương Đảng với tư cách là Tổng Bí thư. Trước đó một ngày, Tô Lâm đã thành công ép Bộ Chính trị phải chấp nhận để ông chính thức trở thành Tổng Bí thư kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Mới lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cho chạm ngay 4 quan chức bao gồm ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Như vậy là sau khi ông Trọng qua đời, Tô Lâm vẫn giữ lửa cho lò chống tham nhũng của ông Trọng. Bằng việc này, Tô Lâm thể hiện cho hệ thống báo chí quốc danh
tung hô rằng ông là người đốt lò vĩ đại tiếp theo. Giữ lửa cho cái lò của ông Trọng, Tô Lâm đạt được hai mục đích. Thứ nhất, ông có thể dùng lò này tiếp tục triệt hạ những thế lực khác. Thứ nhì, ông có thể tự sơn phết một tấm mặt nạ liêm khiết, chống tham nhũng, không có vùng cấm. Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Lê Minh Khái từng ém những thông tin bất lợi với ông Phạm Minh Chính ở Quảng Ninh khi ông nắm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc làm này của ông Khái giúp cho ông Chính có bước nước rút ngoạn mục tại Đại hội Đảng lần thứ 13 trước đối thủ là ông Vương Đình Huệ. Sau màn phối hợp này, Lê Minh Khái được Phạm Minh Chính rút về bên mình làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ở cạnh Phạm Minh Chính, Lê Minh Khái được bảo vệ tốt hơn 3 Phó Thủ tướng còn lại. Trước đó, ông Trọng tại vị, 3 Phó Thủ tướng đều bị dụng theo những cách khác nhau. Sang đến thời Tô Lâm thì Lê Minh Khái là một cái tên đầu tiên bị Tô Lâm đưa lên. Chạm Lê Minh Khái, Tô Lâm đã cho gửi một thông điệp rõ ràng với Phạm Minh Chính rằng cái ô của Thủ tướng đã không còn đủ sức che chở cho thuộc hạ nữa. Ngoài ông Lê Minh Khái thì ông Nguyễn Xuân Ký cũng là một đàn em của ông Chính. Ông Ký từng là tay hòm chìa khóa cho Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013. Đây là giai đoạn mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng gói thầu cung cấp thiết bị y tế với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hai người còn lại có một người thuộc nhóm Hà Tĩnh, vốn là nhóm mà Tô Lâm đã lên kế hoạch tỉa từng người một. Nhóm này quá đông và quá mạnh khiến Tô Lâm không thể an tâm. Như vậy, tới thời điểm này thì dàn phó thủ tướng của Phạm Minh Chính chọn lựa từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đã không còn một ai cả. Việc các phó tướng quanh ông Chính lần lượt bị thổi bay báo hiệu ghế thủ tướng của ông Chính sẽ đón rất nhiều dông bão trong thời gian tới. Đặc biệt là người được ông Phạm Minh Chính cất nhắc và bảo vệ cũng đã bị Tô Lâm thổi bay. Không biết ông thủ tướng có đủ sức để bám trụ ghế đến hết nhiệm kỳ hay không. Với vai trò là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đứng đầu của Ban Bí thư, Tô Lâm đang nắm trong tay những ưu thế tuyệt đối, trong đó có quyền sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Một tay giữ cho lò cháy thật mạnh, tay còn lại thì điều hành việc nhân sự trong Đảng. Cứ đà này, Tô Lâm đã dồn các thế lực khác vào thế co cụm và xây dựng thế lực Hưng Yên trở nên hùng mạnh hơn nữa. Cho đến thời điểm này, thế lực thứ nhì cũng tỏ ra quá lép vế trước Tô Lâm, thì rất khó có thể toàn đảng có thể làm được gì ông Tổng. Phạm Minh Chính bây giờ cũng chỉ biết tự bảo vệ, tự giữ cho ghế của mình khỏi bị gãy chân, chứ nói gì đến những toan tính xa hơn trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Xem ra các thế lực khác nhau đang bất lực trước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin vừa bước lên ngai Tổng Tô cho chạm ngay 4 thanh củi, dằn mặt đối thủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de